Đây buổi sáng xin chào tất cả anh chị em nhé. Tôi có một cái phôi gạo đây nha. Cái phôi gạo này thì nó thế này anh em ạ. Đây này, nó có một cái rễ bên này to này. Rễ này to này. Cả một cái rễ bên này nữa. Thì tôi cũng cắt ngắn hai cái rễ này lại anh em. Để tạo thành những cái rễ mới đấy. Sau này nó chùm ra đấy. Và cây này đang ươm ngập bệ lắm nha. Mình nhìn nó thấp bên này anh em ạ. Cái bệ nó nằm ở dưới đây. Sau này tôi lên chậu thì sẽ lưng bệ nó đây. Đây. Nó nằm trong dãy của bà con thì nó lấp hết thế này anh em. Cái bệ này lấp hết xuống đất. Chỉ nổ hay lên cái nhánh. Thì cái cây này nó có hai cái nhánh này. Nuôi là những cái mầm ấy này. Cái mầm này. Cái mầm này chắc tôi cũng phá đi anh em. Mà tôi nghiên cứu tôi sẽ cắt đi cái thân này anh em, đơn giản hóa cái cây này. Lấy một mầm này uốn. Hai cái thân này nó như cái lá đấy. Chơi thì chơi được nhưng mà nó không thể đẹp. Cái thân này cắt đến đây đi. Uốn một cái nhánh này lên. Tạo thành một cái cây xoắn lên nó ra tán, nó ra vài cái bông là đẹp. Gạo thì nó có hai loại anh em ạ. Một loại dòng gạo hoa trắng và một loại hoa đỏ. Còn một cái loại mà người ta không chơi là cây còn gai anh em nhé. Cây còn gai là cái thân này này, nó màu xanh như này này. Và cái bông nó thì màu trắng hồng. Và cái bông gòn ấy, khi nó ra cái bông thì mình làm cái gối ấy. Bông làm gối, làm chăn bông ấy. Thì gọi là cây đấy là cây gòn gai. Cây gòn gai là người ta không chơi. Người ta chỉ chơi cái gạo. Tôi mà nhìn là cây gòn gai với cây gạo là tôi phân biệt là ngay. Gạo này thì thường thường là người ta cũng thích chơi cái loại hoa đỏ hơn chứ người ta không thích chơi loại hoa trắng. Những cái cây này trong rễ bà con đâm ra là nhiều cây là nó chưa ra hoa anh em ạ. Người ta chặt thế này, chặt ngang cái thân nó đi. Mình không thấy hoa của nó đâm ra là mình chưa phân biệt được cây nào là cây hoa trắng, cây nào là cây hoa đỏ. Trước hết là cái tạo nó đẹp anh em, hoa gì cũng chơi được. Chỉ lụ cũng sướng. Giờ trước tiên cắt cái thân này đi.
Đây nha, bị tước cái này. Cái này nó bị gãy một nửa, không sao anh em ạ. Chăm tốt nên chỗ này nó đùn nha, thành những cái u này đẹp kệ nó. Nhìn nó ngập nó thế này, sau này lên bệ, lưng bệ lên rất đẹp. Cái mầm này cứ để nó vậy, sau này chắc chả cần dùng. Nên mình chia tay ra đây. Đầy tay. Nó thành cây rồi. Mỗi tay ra nó lại ra được một bông hoa, một cái lụ nữa này. Nhìn vui mắt. Gạo thì nó kéo sẹo cũng nhanh lắm. Cái vết này cắt thế này đi, nửa năm nó bịt kín hết. Tôi cũng uốn vài cây nhưng mà giao lưu hết anh em à. Giờ còn một hai phôi như này.